thành phố biển Vũng Tàu những ngày đầy sôi động. Góp phần tạo nên không khí nhộn nhịp đông vui đó chính là gần 1.500 kiến trúc sư trẻ, kiến trúc sư qua các thế hệ của hơn 60 đoàn kiến trúc sư trên toàn quốc cùng tề tựu về thành phố biển xinh đẹp tham gia liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 8. Có thể nói, đây không chỉ là một hoạt động của giới kiến trúc sư trẻ mà đã là một sự kiện lớn mang tầm quốc gia về nghề và ngành kiến trúc xây dựng, tạo dựng sự liên kết và phát triển chiều sâu. Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên vào tháng 11 năm 2006 tại Sapa, xuất phát từ sáng kiến của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, phong trào hoạt động của giới kiến trúc sư trẻ đã bước đầu hình thành và phát triển. Sức thu hút của các kỳ tăng dần với tên gọi ban đầu là Hội trại Kiến trúc sư trẻ, sau này đổi tên thành Liên hoan Kiến trúc sư trẻ toàn quốc. Nếu như liên hoan lần 1 tổ chức tại Sapa, số lượng kiến trúc sư trẻ tham gia là 200, thì lần 8 tại Vũng Tàu, số lượng kiến trúc sư trẻ tham gia tăng lên gần 1.500 người. Nét mới năm nay quan trọng nhất là trong thời gian liên hoan, Hội Kiến trúc sư trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Kiến trúc quốc gia năm 2018-2019 và tổ chức kỳ họp ban chấp hành toàn quốc. Nhiều sự kiện quan trọng cùng lúc càng tạo nên sự thu hút và có thể coi đây là sự kiện đỉnh cao của giới kiến trúc sư trong năm 2019. Đây là một sự phát triển của hoạt động của kiến trúc sư trẻ, một phần rất lớn của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Năm nay có mấy đặc điểm này. Một là đông nhất, kỷ lục. Những cái liên hoan đầu tiên có 200 người thôi, bây giờ là 1.500 người rồi. Đây là sự hấp dẫn, nó tương tỏ là hấp dẫn. Anh em rất thích trong giao lưu đó. Vì sao người ta thích? Thứ nhất là nó được có ích cho hoạt động nghề của người ta. Ở đây người ta trao đổi những người có kinh nghiệm, những thành công trong hành nghề. Và chính những điều đó là người ta càng nghe, càng học tập. Thứ hai là sự giao lưu, trao đổi các nhóm kiến trúc sư với nhau. Mà sự giao lưu này làm đặc trưng của kiến trúc. Kiến trúc làm việc bao giờ cũng cộng đồng, mặc dù sáng tạo là của cá nhân. Thứ ba là một dịp đi tìm hiểu đất nước. 8 kỳ liên hoan là 8 kỳ đến một địa phương khác nhau. Và ở đó, những kiến trúc sư được nhận biết di sản văn hóa, lịch sử và kinh tế xã hội của đất nước chúng ta. Và từ đó người ta trang bị người ta một hành trang rất phong phú về sự hiểu biết. Mà sự hiểu biết càng sâu sắc, sáng tác càng hiệu quả. Không chỉ phát triển về số lượng, các hoạt động của giới kiến trúc sư trẻ tại kỳ liên hoan này cũng thiết thực phong phú như giao lưu gặp gỡ, hội thảo nghề nghiệp, triển lãm kiến trúc, workshop, tham quan du lịch, đêm gala, làm từ thiện v.v. Tại đây, nhiều ý tưởng mới, nhiều gương mặt kiến trúc sư trẻ đã được phát hiện, giao lưu cọ sát chuyên môn cùng phát triển. Sức trẻ và cái công thức trẻ của liên hoan tổ chức kiến sư là tôi cho rằng là khá độc đáo và rất ít các cái tổ chức khác cũng có mô hình tương tự. Chính là người trẻ và câu lạc bộ sư trẻ của các địa phương là người kiến tạo chương trình cùng với ban điều hành sư trẻ cả nước, và chương trình thì luôn luôn có cái nét bất ngờ, thú vị, hóm hình, dí dỏm. Và nó không làm cho sự nhàm chán của một cái chương trình là chỉ có hội thảo, sáng tác hay là mà nó có cái sự trộn lẫn của cái không gian vừa là sáng tạo, vừa là học thuật, vừa là giao lưu. Và rồi có những cái đêm nhạc của những ban nhạc của khắp kiến sư khắp cả nước đến chơi với nhau. Từng chi tiết nhỏ thì tôi hy vọng rằng cái người tham gia sẽ có các cảm nhận khác nhau về cái nét độc đáo đó. Và chúng tôi và ngay cả Hội Kiến trúc sư Việt Nam hay là Khối Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thì đều đánh giá rất cao cái hoạt động. Và ngay cả khi chúng tôi đi giao lưu với kiến trúc sư ASEAN thì cái khả năng tổ chức của quy mô lớn với một cái hoạt động chuyên ngành như vậy mà tự đứng ra tổ chức một cách gần như là cây nhà lá vườn, rất ít thuê mướn các đội chuyên nghiệp, thì phải nói đó là cái sự đồng cảm, cái sự yêu mến và sự chan hòa của những người là trong nghề với nhau. Đà Nẵng cũng mong muốn rằng mình mang đến cái kỳ liên hoan này một cái niềm cảm hứng cho kiến trúc sư cả nước với sự trẻ trung, năng động, sáng tạo. Và đến với những kỳ liên hoan, chúng tôi những người trẻ học hỏi được rất nhiều từ những các kiến sư lão làng, từ những các kiến sư nổi tiếng trên khắp thế giới về đây để chia sẻ, để có những cái mà chúng tôi có thể học hỏi được và xây đắp quê hương mình.
kết nối tất cả những anh em trong nghề, trong ngành với nhau, để cũng vừa là tình cảm, vừa kết nối nghề nghiệp, vừa tạo dựng được một cái sự phát triển cũng mang tính chất là bền vững về kiến trúc cho ngay chính của bản thân người kiến trúc sư và cũng như cho cái ngành kiến trúc của xem như là của nước nhà đi, của địa phương, cũng là một thành phần của trong cái nền kiến trúc sư toàn quốc. Anh em kiến trúc sư trẻ của mọi miền đất nước đang từng ngày, đang hừng hực từng ngày xây dựng quê hương theo một cách khác nhau. Một người thì làm về nông thôn, một người thì làm ở đô thị hiện đại. Mỗi người ở những khía cạnh khác nhau đều nỗ lực hết sức để tạo ra những cái nét mới cho việc xây dựng những công trình mới của trên mọi miền đất nước Việt Nam. Thông qua những cái liên hoan như thế này thì anh em cái trẻ cả nước lại có thêm một cái niềm tin vào cái nghề nghiệp để cùng cái phát triển và định hướng cho mình những cái hướng đi như thế nào để cho tốt. Một trong những nội dung được chú ý tại liên hoan lần 8 là hội thảo chuyên ngành với hai chuyên đề: kiến trúc hòa nhập bối cảnh và thiết kế kiến trúc trong thời đại 4.0. Khách mời tham gia là năm diễn giả gắn liền với những công trình kiến trúc tiêu biểu, đặc biệt là hai diễn giả đến từ Thái Lan và Malaysia. Đây cũng là truyền thống được liên hoan duy trì tính giao lưu quốc tế qua 3 kỳ gần đây. Hai chủ đề này theo tôi là rất là mới mẻ. Thứ nhất là về hiện nay là với xu hướng là 4.0, với xu hướng là nhà ở hiện đại đó. Và đồng thời cũng gắn kết một bên mình là nhà của bà con ở nông thôn. Thì bây giờ là hiện nay nhà ở nông thôn thì coi như là xây dựng theo cái kiểu tự phát. Bà con có tiền cách sâu thì làm cách dạy, tức là thiếu cái bàn tay chăm sóc của người kiến trúc sư. Thì như vậy thì tôi nghĩ là nên có tổ chức quy hoạch bài bản và đồng thời là hướng dẫn cho bà con xây dựng nhà ở nông thôn theo với một cái vật liệu địa phương, sẵn có ở địa phương. Thì với tổ chức một cái không gian như thế nào nó gắn kết với bà con xưa nay, chỉ cần lại tổ chức là sạch sẽ, hệ thống hạ tầng đi lại, đường điện, đường nước rồi cho tổ chức cho tốt, thì như vậy là bà con có một cuộc sống mới rất là đẹp rồi. Còn với xu hướng thì ở thành phố thì hiện nay tôi thấy là xu hướng nhà 4.0, nhà ở thông minh, thì đây là với cái lĩnh vực khoa học càng ngày nó càng phát triển, thì như vậy thì nó sẽ càng cái hậu nhập, đất nước ta càng hậu nhập. Thì như vậy thì nó sẽ tạo cho cái bước tiến của con người càng ngày càng là văn minh. Thì bản chất trong mỗi cái lĩnh vực thiết kế nó đều có một cái yếu tố mang cái sắc thái riêng. Thì như cái kiến trúc và nhà ở nông thôn á, thì thực sự là bản thân là đến từ cái tình cảm nghề nghiệp của chính người kiến trúc sư. Tại vì những cái người ở nông thôn thì bản thân người ta cũng khó mà tiếp cận được đến cái thiết kế, tiếp cận được đến kiến trúc sư để có thể làm nhà cho những cái con người đó. Thì do đó là trong cái tinh thần đó thì chúng tôi cũng như là những kiến trúc sư đại diện thì cũng mong muốn là tìm ra một cái giải pháp gì đó để cho bà con nông thôn nó cũng có cái giải pháp về nhà ở và tạo những cái điều kiện về sinh hoạt mà phù hợp với cái khí hậu, phù hợp với cái địa phương ngay tại những vùng nông thôn mà không có điều kiện để tiếp cận với anh em kiến trúc sư trong nghề thiết kế. Cái việc chọn lựa chủ đề kiến trúc là cái việc mà chúng tôi lựa chọn và thảo luận trên những cái vấn đề mà Hội Việt Kiến trúc sư Việt Nam và giới kiến trúc sư trẻ đang quan tâm. Nó luôn luôn là tính thời sự của xã hội cũng như tính thời sự của nghề. Và do đó thì khi chúng tôi làm thì chúng tôi sẽ chọn những cái diễn giả phù hợp uy tín. Lần này chúng tôi mời hai diễn giả sư trẻ của Thái Lan và Malaysia và các bạn cũng đã trình bày rất là tốt. Không chỉ là những hoạt động sáng tạo do đơn vị chủ nhà tổ chức, kiến trúc sư trẻ cả nước còn đem đến liên hoan những tác phẩm trưng bày. Đây là những tác phẩm đạt giải kiến trúc quốc gia, các tác phẩm đạt giải cuộc thi Ngôi nhà mơ ước, cuộc thi Kiến trúc nhà ở nông thôn do Tạp chí Kiến trúc và Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Việt Nam đồng tổ chức. Thành phố biển Vũng Tàu cũng giới thiệu các đồ án quy hoạch chung và các quy hoạch trọng điểm về phát triển không gian đô thị kiến trúc cho đông đảo khách tham quan. Những cái buổi tổ chức những cái liên hoan như thế này là giúp cho địa phương có những cái nhìn nhận về những cái công trình kiến trúc mà các bạn trẻ đã đạt được các cái thành tựu đối với quốc tế và trong Việt Nam. Những cái thành tựu đó đem đến Vũng Tàu là những cái bài học rất là quý cho không những kiến trúc sư cả nước mà kiến trúc sư trẻ của Vũng Tàu học hỏi để đưa vào những cái sản phẩm, những cái ý tưởng thiết kế mới cho đô thị Vũng Tàu ngày càng đẹp hơn. Ngoài chương trình khung đã là cấu trúc mang tính thương hiệu của liên hoan như hội thảo chuyên môn, du lịch hành hương giao lưu, gala v.v. thì Bà Rịa Vũng Tàu thực sự đem lại những điểm đến hấp dẫn về danh lam thắng cảnh và những điểm đến lịch sử cách mạng như hành hương viếng thăm nhà tưởng niệm Võ Thị Sáu tại Đất Đỏ. Bên cạnh đó, chương trình tìm hiểu về một địa phương kinh tế công nghiệp hàng đầu Việt Nam với việc tham quan khu công nghiệp nặng cảng Phú Mỹ Thị Vải
và trung tâm hành chính tập trung Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là những trải nghiệm quý báu cho kiến trúc sư trẻ Việt Nam. Trong giai đoạn 13 năm từ năm 2006 đến năm 2019, qua mỗi kỳ liên hoan, điểm lại các tác giả tác phẩm kiến trúc nước nhà, chúng ta lại thấy ngày càng nhiều những tác phẩm mang dấu ấn của các kiến trúc sư trẻ. Điều này cho thấy sự trưởng thành thực sự của thế hệ kiến trúc sư trẻ được thể hiện cụ thể trong diện mạo đời sống kiến trúc nước nhà. Ở một góc độ nhìn nhận khác, liên hoan lần này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập quốc tế, các đô thị Việt Nam ngày càng kiến thiết phát triển về lượng và chất, đã thể hiện vai trò trách nhiệm và năng lực của đội ngũ kiến trúc sư nói chung và giới kiến trúc sư trẻ nói riêng. Nhiều gương mặt kiến trúc sư được giới thiệu, giao lưu cùng phát triển từ sân chơi này đã cho thấy sự đúng đắn trong chủ trương của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, đầu tư và tin cậy vào tiềm năng của lực lượng kiến trúc sư trẻ Việt Nam. Hơn ai hết, họ đang là chủ nhân vững chãi trong công cuộc kiến trúc nước nhà. Chất vui, chất trẻ, chất say trong hội ngộ lại là nơi thúc đẩy, khơi mạch tình yêu nghề, thúc đẩy sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp của giới kiến trúc sư trẻ Việt Nam.